Chiều ngày 20 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện thêm một ca dương tính lần 1. Bệnh nhân là ông MVH, 63 tuổi, trú tại khu phố 6, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Người này có dấu hiệu khó thở, đau họng, mất vị giác và được xác định nghi nhiễm COVID-19. Sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp này, các nhân viên y tế đã nhanh chóng đến nơi cư trú của bệnh nhân để điều tra dịch tễ. Các cơ quan chức năng đang vào cuộc khoanh vùng, truy vết, cách ly và khử khuẩn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp xác nhận thông tin trên và cho biết Ủy ban Nhân dân quận đã có tất cả các phương án xử lý. Kết quả ban đầu cho thấy ca dương tính chưa có mối liên quan đến hai bệnh nhân COVID-19 được xác định trước đó là hai bệnh nhân ở thành phố Thủ Đức và quận 7. Như vậy, hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 4 bệnh nhân, trong đó 3 trường hợp còn lại là mẹ và hai con gái trú tại hẻm 287, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3. Ngay lập tức, hai con hẻm 287 và 289 đường Nguyễn Đình Chiểu, nơi có quán bánh canh cá lóc O Thành được phong tỏa, trung tâm Medic tại quận 10, nơi bệnh nhân mắc COVID-19 đến khám tạm thời ngưng tiếp nhận bệnh nhân. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn khoanh vùng một con hẻm đường Đoàn Phú Tứ, phường An Lạc A, quận Bình Tân vì người con trai và con dâu của ca COVID-19 quận 3 sống tại đây. Hiện HCDC đang phát thông báo khẩn những người đến quán bánh canh cá lóc O Thanh từ ngày 12 tháng 5 đến sáng ngày 20 tháng 5 và những người đến khám tại Trung tâm Y khoa Medic trong khung giờ từ 8 giờ đến 14 giờ ngày 19 tháng 5 cần khai báo tại y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định. Tối ngày 20 tháng 5, Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tạm ngừng hoạt động phòng khám y khoa Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp do có liên quan đến một ca nghi nhiễm COVID-19. Người nghi nhiễm ngụ trong hẻm 954 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp từng đến đây khám bệnh vào ngày 18 tháng 5. Theo đó, phòng khám y khoa Quang Trung tạm ngưng hoạt động từ 16 giờ ngày 20 tháng 5 để xác minh điều tra các vi phạm trong quá trình tiếp nhận, sàng lọc, cách ly, điều trị một ca bệnh nghi mắc COVID-19. Theo ghi nhận của Vietnamnet, tính tới 21 giờ 15 ngày 20 tháng 5, lực lượng chức năng đã đưa đi cách ly tập trung 11 người ở phòng khám y khoa Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp và 10 người ở hẻm 954 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp có tiếp xúc gần với ca bệnh đi cách ly tại khu cách ly tập trung quận Gò Vấp. Trước đó, ngày 18 tháng 5, nam bệnh nhân 63 tuổi đã đến phòng khám y khoa Quang Trung chụp X-quang. Sau đó, bệnh nhân đến khám bệnh ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, được cách ly lấy mẫu và có kết quả dương tính với COVID-19. Sau khi nhận được thông báo, cơ quan chức năng quận Gò Vấp đã khoanh vùng, phong tỏa tạm thời hẻm, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp tiếp xúc với ca nghi nhiễm COVID-19 này, đồng thời yêu cầu phòng khám y khoa Quang Trung tạm ngừng hoạt động để thực hiện công tác phòng chống COVID-19, đề phòng tình trạng lây chéo trong người bệnh và nhân viên y tế.